Alo. Dạ cô, dạ dạ con chỉ hỏi cô, hỏi chú rằng là 100 triệu cho đủ không? Đủ, chắc đủ em Nguyên. Dạ. Rồi chú muốn nói là gì, tại vì là... Nghe 100 triệu cho cô ha. Dạ. Hay là cho đưa cho chú. Bây giờ chú nói gì đi, bây giờ là bữa thứ hai hay gì Nguyên? Alo. À, anh chào em nha. Dạ con chào chú. Chú cũng chúc là cũng nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi chú, giờ này ăn cơm chưa? Giờ này mới có ăn bún giấc sáng à, hồi nãy mới đi mò ốc mới lên. Dạ. Dạ. À, con có xem mấy cái clip thì còn chị thấy này. Cô về để cô sắp xếp chuyện gia đình. Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi thì dĩ nhiên thì trên cộng đồng mà khi người anh em quay có những điều người chứ không phải người. Có khi mỗi cái câu chuyện nó cũng khác nhau. Thì có đôi khi cái... Tại vì cổ cũng đang bị cái áp lực, cái tâm lý cũng đang trong cái tình cảnh như vậy, hoàn cảnh như vậy đó. Đôi khi nó xa thì cũng phải cái sức của cổ nó cũng phụ nữ mà, không phải như đàn ông mà cứng rắn đâu. Khi cổ lìa ra rồi, cổ xa chú rồi thì có nhiều khi vừa phải trong gia đình, cộng đồng, rồi tất cả cái hoàn cảnh về vật chất, cái vật chất nữa cũng chưa có đủ điều kiện nữa, thành đôi khi nó áp lực nó tự có một phía. Nghe cái kênh nào thì khổ, nhiều khi cổ hơi bức xúc một chút xíu. Cổ bức xúc là có nghĩa là cổ giận, cổ tủi á, chứ không phải là cổ cố ý, cổ trách hờn chú đâu. Mà có nghĩa là cổ bức xúc buồn, là có nghĩa là khi mà dám thì đó là chú phải như là đừng có như là đừng có khơi dậy những người khác cái gì đó vân vân, toàn tâm toàn ý lo cho cô, để sớm để cô có cái nghị lực, cô có cái tình cô đó. Dạ, bây giờ chú bây giờ chú nói là như gì nè, bây giờ cũng như thí dụ mình đi là trên đạp chân với lờ lẫn mình đi chứ mình không có mà đi, đừng có đi dưới dư lẫn, đúng không? Dạ. Cái gì của cái cuộc sống của mình không, bây giờ cũng như bên cộng đồng mà nó nói mình nói này nói kia thì mình cũng không là quan tâm mấy gì đó quá đi đó, phải không em Nguyên, đúng không? Nó là vậy mình là nói với là là nói đừng nói với là bên là em Văn á, là đừng có nghĩ gì mà bên cộng đồng ta nói kệ người ta, mình đạp di lận mình đi chứ mình đâu có đi dưới di lận được. Cái cộng đồng nói cô không sợ, cô chỉ sợ một phần, nhưng mà quan trọng là chú thôi. Ví dụ chú có nói cái gì á là cổ buồn nhiều hơn cái cộng đồng. Ví dụ như cộng đồng để số cái đó chỉ là một phần thôi, đó là cái sự đẹp, nhưng mà bên trong á là quan trọng cuộc đời của cô, chỉ là có chú và chú quan cuộc đời của chú của cô, nên cái gì hai bên nó đều phải đồng cảm hiểu và san sẻ những cái gì, để ví dụ như lời ví dụ cô chú nói á, chẳng qua chỉ là nó phỏng vấn nó nói gì thì tôi nói vậy, nhưng mà thật sự không phải gì, cái người phụ nữ nó nhạy cảm hơn. Nó suy nghĩ, tại vì người ta đang bị cái áp lực mà chú cứ xem suy nghĩ của chú như vậy thì nó cũng thiệt thòi cái tình cảm tội nghiệp cho cô. Không phải là con là phụ nữ, con binh phụ nữ, nhưng mà không phải. Cái vấn đề đó là cái về cái tình cảm thôi, là giữa cô với chú con cũng không muốn đào sâu. Nhưng bây giờ hiện tại con muốn giúp như thế này. Ví dụ con nói nếu cô dàn xếp được ổn định ổn thỏa, cô về với chú như lời cô đã hứa là thứ hai á, thì con hứa như là giúp cho về trong cái khả năng của con thôi, cũng như là cái phương tiện
giờ cô không có phương tiện để cô đi, rất là khổ. Để muốn đi đâu hay muốn làm gì, chở chú hay là cái gì đó rất là khó. Cái thứ hai là việc con muốn giúp con chú 100 triệu, đó là cái khoản con chỉ là có cái mức đó thôi, nhiều con không có. Cái 100 đó kiểu chỉ là để như là chú mua bông, mua nhẫn, cặp nhẫn, mua bông, rồi bông bàn, bông, rồi xe, rồi đạp tài, nhà gái, rồi các thứ các kiểu trong phạm vi 100. Thì đó là chỉ cái nguyện vọng để con mong cho cô chú, để thành lấy nhau cùng nhau, để trên quảng là còn lớn, giờ lớn tuổi rồi không còn phải trẻ để mà tìm hiểu lựa chọn, cứ lông không đông bông như trẻ. Bây giờ Nguyên nói gì là bây giờ Nguyên nói giờ chú mới nói là gì là bên là cái mà chị dân đó là bên em dân á là bị áp lực, là một là gia đình, hai nữa là con, ba nữa là cộng đồng, đúng không? Là cái người mấy cái người mà phụ nữ thì người ta nó hay nhẹ lòng, thì người ta nó là cũng hơi buồn, đó là gì như chưa như chú là chú không có sợ là cái gì vàng thiệt không sợ lửa, đúng không? Mấy cộng đồng có chữ hay là có gì cái gì thì cái đó người ta tội người ta thôi, chứ không có cái gì hết. Rồi cũng như phụ nữ là hay là chạm từ ái thôi, chú vẫn biết là điều đó, một là gia đình, hai nữa là con, ba nữa là bên cộng đồng đó, chú nói gì đúng không Nguyên? Dạ đúng. Bây giờ là chú nói là cũng như chú cũng bị là nó người ta này kia mà chú cũng bỏ, bởi vì chú nói thẳng ra là chú đi trên cái dư luận thôi, chứ không có đi mà dư dư luận đó, đúng là như vậy, thấy không? Tại vì con không biết việc trước của cô như thế nào, có bị là thất bại trong làm ăn công việc hay thất bại về cái hoàn cảnh nào đó. Nhưng con thấy cô là hơi khổ rồi đó, hơi khó khăn trong cái vấn đề về tài chính. Bởi cô cứ thường cô nói trên mạng, cô chỉ có cái mạng để chú bảo bọc cô, lo cho cô về mấy cái mái nhà, mái ấm che mưa che nắng. Rồi cô mới dùng cái sự đôi tay tình thương, tình cảm và nó chia sẻ lại. Thì đó là cái sự mà con nói là đúng luôn. Cái người mình tại miền Nam mình nếu như hiểu á thì thông cảm, thông và lo cho giúp cho cô chú. Còn những người ta không hiểu và họ đã kích với nhau, họ xiên xéo, họ làm này nói này nói nọ trên cái đủ thứ hết á, các kiểu. Còn con á là con hiểu, nhưng mà cái trong gai này á, cái bão tố này á, cái giông bão này á, là phải giữ vững cái lập trường, cái tình cảm là giữa cô với chú. Chắc nãy lúc nãy con thấy cái lý thấy là cô nói, chú nói là thôi rồi tới nữa rồi đó, giống hệt mấy bà kia lại thôi bây giờ được không được tối này chia tay chưa, cái gì mà chú cứ nói là chia tay. Không phải là chú cũng thường chú nói là con người ta là cái gì nó, người ta là cũng có là cũng như thí dụ mà mình có là lỗi sai gì mình phải cũng có nhận một cái lời là lỗi sai của mình, thì thí dụ là hiểu lầm nhau đúng không, là thì mình cũng phải phân tích ra như thế nào là sao, cũng phải bỏ cho người ta chứ, nếu mà ta gướng tới hoài vậy thì mới nên là nói người ta là mới được chứ. Hồi tối anh em đồ ở đây là chú ở của mình ở nà, chú buồn lắm, anh em uống nước trà rồi ăn mì đồ rồi live stream đồ á, rồi chú thì tính này chú hay nói chuyện thì là vui vẻ rồi bên rồi bên cộng đồng á thì chú nói bây giờ live vô stream nhiều, live vô đi rồi có hỏi gì chú nói cho, chú cũng kể chuyện này chuyện kia vậy đó. Nó buồn mà, chứ chú đâu có nói gì mà chú lên chương trình mà chú cái này cái nọ nữa đâu mà có sao chú nói vậy à? Ý cô nói là đang trục trặc có một xíu một dân cái là
chú phải đi kiếm người nữa rồi đó. Đâu đó, có trời. Kiếm người khác nữa đó. Mày bây giờ chú nói gì nè, nào có người mình lớn rồi cái gì nó cũng phải đâu đó từ từ chứ, nói chứ đâu phải là mình là còn mà trẻ đâu mà mai người này mốt người kia mốt người nọ, dạ, đâu phải rồi. Gì dạ đúng rồi, phải dạ, không đúng rồi. Cái gì nó cũng phải là lớn rồi mình cũng phải là biết cái con người của mình chứ, đâu phải như mà còn trẻ mà háo thắng đúng không? Dạ, mình dạ. Bây giờ lo già cả lo làm ăn đồ này kia rồi sau này nữa chứ, bệnh đau đồ nữa phải không con? Dạ, gì đó. Con cũng con mong là chị cô á, trước tiên là cô hiểu cho chú đi dạ. Nha, cái lời nói đã thương thật rồi, cô cũng đã xuống biết bao nhiêu rồi, chặng đường rồi hơn rồi, thì tại sao có một cái vài lời nói thì thôi, rồi chú cũng vậy nữa thôi, nếu những gì mà cô không thích cái điều gì đó thì mình nên hạn chế đi, bỏ đi, mình cùng đồng lòng với nhau để mà lo, chứ còn người này cũng nói đúng, người kia cũng là cái tôi hỏi sao rồi, sao thành đã biết bao nhiêu rồi, mấy người kia đã là đi rồi không, rồi nói với chú phủ phàng á, người nó phủ phàng với chú nhiều lắm rồi, thì trong khi đó cô lại nghĩ nó đi rồi e nói khóc rất là nhiều luôn ở trên xe, mà tại vì họ không có tiện để mà chứ, rất là nhiều từ trên chiếc xe đi mà cho đến tới tận nhà luôn, là không ngớt được cái nước mắt luôn đó. À, là phải nói tình cảm là phải nói thật sự luôn đó. Là cái đó em Vân. Bây giờ em Vân á hả? Dạ đúng rồi. Yeah. Cô Vân á là cô Năm đó là yeah. Đi từ trên chuyến xe mà đi mà đến tới tận nhà luôn đó, là khóc không thể nào mà luôn đó. Nên yeah. Thành thử cái tình cảm đó là chú, tại chú không thấy chú là đàn ông, nhiều khi chú cứng rắn quá chú không hiểu được cái khổ như thế nào nữa, rồi tâm ra lại gì không. Bây giờ nói tóm lại là không, thời gian cũng không cho phép con nói nhiều, nên yeah. Thành thử ra con chỉ mong cho cô với chú yeah. Để nói chuyện lại, ngồi nói đến để mà, chứ không phải đợi tới thứ hai đâu yeah. Đến mình ừ cái lời lớn ngủ mình có quyền định đoạt, chứ đâu phải mà một lời đại 5.0 rồi yeah. Không phải như một cái rồi người ta đã rồi đã hiểu đã rồi đến nước. Đâu phải tại vì ổn về để mà, chứ thật sự ra con á, con bây giờ con chỉ về bằng cái tin nói á, nhiều khi nói thì sợ, nói thì không sợ không hiểu được hết, tại vì bên còn cái phía bên trong nữa mà, phải do cô với chú mà đúng không chú? Dạ, dạ đúng nói, đúng. Nói phần để cho chú với cô là cái vững chắc, dạ. Còn cái việc đó là về cái vật chất á, dạ. Thì con á không phải là một đại gia, con cũng phải là một Việt kiều, dạ. Con phải giàu có gì, con chỉ có nhiều, con có tấm lòng, có nhiều, con hết mình nhiều thôi, để cho cô chú dẫn cái cuộc sống của cô chú cho nó ổn định, không thỏa không ai hồi này nói nọ, cho cô có phương tiện xe, cho chú có tiền. Rồi bây giờ cũng như Nguyên nói gì là chưa, Nguyên nói gì là chú là cảm ơn là nhiều ha, chú cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ chú cảm ơn là rất là nhiều. Thì con nói chuyện với chú xong rồi con sẽ nhờ anh em kết nối với cô. Dạ. Con sẽ nói với cô rằng cô ơi hiểu cho chú dạ. Thương chú thương cô rất là nhiều đó, cái tình cảm cô á, chứ mấy người khác là mấy người trước á là cả họ giả dối với chú không à. Dạ đúng rồi. Còn là cô thật với chú là chú thiệt đem hết cả cuộc đời chú, hay là cô cũng giống như cô thôi. Cái này là con nói thiệt, từ khi cô xuất hiện ra là con mới là tìm đến, chứ còn mấy người dưới con theo đó con cũng đâu có, con lướt qua con đâu có nói gì. Dạ. Phải cô, hôm nay con gặp chú là lần thứ hai con nói chuyện. Hồi trước con chỉ là để cho cô chú, mà con tưởng đâu chú cô ở đó hơi lâu chút thì con sẽ ghé xuống, mà con đâu có biết là hôm bữa là tình cảnh gì đâu, cô về sớm con. Dạ. Tưởng đó là cô ở chơi đó lâu.
Nên con nói thì con hẹn là không có chút xíu rồi con sẽ kết nối với, con sẽ nhờ một người kết nối để cho nói với cô, cho cô hiểu rồi. Rồi sẵn rồi cô phương tiện để cô đi tới đi lui. Đây bây giờ chú muốn alo. Dạ cô chỉ hỏi cô, hỏi chú rằng là 100 đủ không? Đủ, chắc đủ em Nguyên. Dạ. Rồi chú muốn nói là gì, tại vì là cái là bên em dân á là gì còn nói với cha mẹ với là anh em chị em đó với con cái đó là như vậy đó, là mấy gì gấp vậy đó. Dạ, chú kêu gì phải, chú có lên clip chú có nói là một là giấy tờ, hai nữa là phải gia đình con cái đâu phải gõ gàng. Dạ, chú bên đây là chú cũng gõ gàng con cái à. Đâu nó đâu phải gõ gàng. Nếu vậy thì con đưa tiền nghe 100 triệu cho cô ha. Hay là cho đưa cho chú. Bây giờ chú nói gì đi, bây giờ là bữa thứ hai hay gì Quyên? Là mua bông á, là tất cả là bông, một cặp nhẫn, nạp tài cho bên nhà gái 20 triệu xe để đưa rước, mâm thì phải 10 mâm, một mỗi bên 5 mâm. Rồi 4 mâm để cúng gia tiên á, đem qua là trà rượu bánh và trái cây, 4 mâm thôi. Đủ hay đừng không? Là trong phạm vi là làm sao làm là 100 đó. Còn dư thì chủ quần áo sắm sửa, giày dép quần áo gì đó, trang phục gì đó, rồi còn nếu thêm thì là gì đó, tổng gì đó. Còn nếu rồi xong còn phần cuối cùng á là phải cho anh em mà cái người mà hay cho chú từ cái cô từ đầu tới cuối á, theo á, theo cô chú trên đoạn đường á, tới cái tình cảm anh em á, chia sẻ cho chú những lúc chú là đã buồn hay là những lúc chú gì đó nguy cơ gì đó, khó khăn gì đó, phải mỗi anh em đều có một bao lì xì, trong đó là mỗi người là 2 triệu, trong đó chú phải cho mỗi người đó, người phải tặng cho anh em, chứ không phải là chỉ đơn thuần mời anh em lại ăn với nhậu đâu nghe. Đám cưới không phải vậy, một bao lì xì để cho họ về với đưa cho vợ con người ta, săn cộ người ta những lúc người ta đi như thế. Đó là chú biết là điều đó lắm cho chú đừng có thấy nhiều quá dư quá rồi. Không có chú hiểu, chú là từng là biết cái vụ đó mà biết vụ đó chứ hả? Chú biết chuyện lắm. Cho anh em mà chứ đừng có thấy nhiều quá dư. Rồi chú làm chuyện khác, cái gì cũng phải rồi xong rồi thiếu hụt thì chuyện làm ăn hay gì đó. Chưa có những chuyện mà đang đợt thiếu hụt đó thì chú cứ nói con. Con gửi mỗi tháng đều như vậy cho đến khi nào á, cho đến khi nào con không còn sống thì thôi, còn nếu không còn sống con lo cho cô với chú cho đến khi nào con không còn sống thì thôi, còn nếu con còn sống con lo cho nó mỗi tháng vậy đó, mà cho cô với chú cho cuộc sống nó làm ổn định. Mà biết chừng nào mà con biết chừng nào mà chú mà đền ơn con nổi đây trời hả? Chắc chú Linh nếu mà rồi yếu thì phải rồi. Được rồi. Quá trời. Rồi.